về bài phát biểu thiếu trách nhiệm của đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OSCHR đối với Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OSCHR, bà Michelle Bachelet, nói rằng trong đại dịch COVID-19, tại 12 nước châu Á có chính sách ngăn cấm người dân theo dõi, trao đổi thông tin liên quan đến vấn đề y tế với lý do ngăn chặn thông tin thất thiệt. Bà cũng cho biết thêm, hàng loạt vụ bắt bớ đã xảy ra mà nạn nhân là công dân mạng, là những người sử dụng Facebook, blogger, bày tỏ quan điểm bất đồng hay bị cáo buộc loan tin giả. Trong danh sách 12 quốc gia châu Á này, ngoài Trung Quốc, Ấn Độ, còn có 6 nước Đông Nam Á khác là Việt Nam, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Vẫn theo người đại diện của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet cho biết, tại Việt Nam, có hơn 600 công dân sử dụng mạng xã hội đã bị công an triệu tập mời thẩm vấn chỉ vì những công dân này chia sẻ trên mạng các thông tin về dịch virus corona. Đa số bị phạt hành chính, nhưng ít nhất có 2 người lãnh án tù đến 9 tháng và $1,000 tiền phạt. Bài phát biểu của bà Michelle Bachelet khiến cho dư luận trong nước cũng như rất nhiều quốc gia hết sức ngỡ ngàng và bất ngờ. Bởi lẽ, cách đây không lâu, trong bài phát biểu ngày 6 tháng 3 tại Geneva, Thụy Sĩ, bà Michelle Bachelet đã đề cập đến tính chất nguy hiểm của tin giả. Cụ thể, thông tin sai lệch hoặc giả có thể gây tác hại lớn bởi thúc đẩy sự sợ hãi và định kiến. Vậy mà bây giờ, người đại diện của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lại đề cập đến Việt Nam trong một bài phát biểu hết sức thiếu trách nhiệm, khiến người nghe hiểu lầm việc Việt Nam xử lý những đối tượng phát tán tin giả với việc Việt Nam ngăn chặn người dân đề cập và tiếp cận thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đồng nghĩa với việc Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận tại giai đoạn đỉnh điểm của dịch COVID-19. Đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, phải khẳng định rằng, bài phát biểu của bà Michelle Bachelet là hoàn toàn không chính xác. Chưa hiểu rõ về tình hình công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong thời gian qua. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Việt Nam và cũng là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công của Việt Nam trong quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính là công khai, minh bạch thông tin, tuyệt đối không giấu dịch. Các cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch, báo chí cũng được trân trọng mời tham dự, đưa tin, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Còn trên mạng xã hội, có tới gần 600.000 tin, bài, video, clip liên quan đến COVID-19. Còn số khổng lồ tin bài trên mạng xã hội nói lên rằng, chẳng một ai ở Việt Nam bị cấm đoán chia sẻ thông tin về COVID-19 nếu họ làm điều đó một cách có trách nhiệm. Cũng đề cập đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 12 tháng 5, tiến sĩ Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đã đánh giá rằng, Việt Nam nắm bắt thông tin rất nhanh, chia sẻ minh bạch, kịp thời, áp dụng công nghệ thông tin nhanh nhạy và hiệu quả. Trong một cuộc khảo sát do tổ chức Daria Research có trụ sở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, công bố ngày 30 tháng 3, Việt Nam có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của chính phủ cao nhất thế giới. Trong các biện pháp ứng phó đó, vai trò của truyền thông cung cấp thông tin đến người dân là hết sức quan trọng. Ngoài ra, với phương châm của chính phủ Việt Nam chống dịch như chống giặc, chính phủ, cơ quan chức năng cũng như toàn thể người dân Việt Nam không thể dung túng cho những hành vi đưa thông tin sai, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và với những mục đích, ý đồ xấu xa khác. Những phần tử như vậy phải xử lý nghiêm khắc và trên thực tế họ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi sai phạm trước pháp luật. Bởi không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nhân quyền, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với ngôn luận tự do, không đồng nghĩa với việc cá nhân có quyền tung tin giả. Vậy nên, thật đáng trách với những phát ngôn thiếu khách quan và cả thiếu trách nhiệm nữa của OSCHR và đối với riêng cá nhân bà Michelle Bachelet.